Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng những bài vốn để làm. Sau đây mình sẽ sử dụng phần bài vốn này để làm cho các bạn xem. Tiếp đến mình sẽ sử dụng phần thép này để cắt ra từng thép nhỏ rồi để vào từng khung để sử dụng những bài vót. Bây giờ mình sẽ cắt ra những thanh thép. Thank you.
Vậy là mình đã cắt ra những phần thẹp như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộn cuộn phần thẹp để tạo thành một cái phông phông như thế này để sử dụng những vải vuông cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tạo ra những phần thẹp như thế này cho các bạn xem.
Bây giờ mình sẽ bấm vào những phần thép thân như thế này, thân khung như thế này cho các bạn xem. Tiếp tục dùng những thân thể để tạo thành tâm không như thế này, sau đó chúng tôi vẽ lên cho các bạn xem.
vậy là mình đã tạo xong những phân thể như thế này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng vẩy quang để tạo cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tiếp tục dùng sợi chỉ này để có phần phía bên trong này cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ làm những phần vải bó như thế này cho các bạn xem.
tục dùng những vẻ vang làm như thế này cho các bạn xem.
tục làm những phần vệ bóng tiếp theo các bạn xem. Hãy
Bây giờ mình đang nhân nhật cái bài báo mình đã tạo ra như thế này để cuộc vâng các bạn xem.
sẽ tạo phần thân ở phía dưới cho các bạn xem. Xong phần 7 của mình. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công.